Không chỉ những sinh mạng đang sống mới được coi là sinh mạng, những bào thai trong bụng cũng chính là một sinh mạng rồi. Vậy nếu những sinh mạng nhỏ bé này biết nói, chúng sẽ nói gì? Hôm nay sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện đền Guiying. Trong một phòng khám nhỏ tối tăm, Coi đang làm phẫu thuật phá thai cho một cô gái đáng thương. Làm xong, bà ta dùng bàn tay vẫn nhuốm đầy máu châm thuốc hút. Mà trong một xó khác, rất nhiều xác trẻ em được chất thành một đống. Chai, Kim và Yai Mai là một nhà gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Nhưng trong gia đình mỹ mãn này mấy ngày nay xuất hiện nhiều điều kỳ lạ. Buổi tối sau khi về nhà, ba người ở dưới lầu, Yai Mai quay đầu nhìn vào không trung rất lâu. Sau đó kêu bố mẹ hãy đợi em trai với, nhưng rõ ràng xung quanh không có ai. Căn bản hai người chỉ có duy nhất một người con gái. Ngày hôm sau, khi đi ngang qua ngôi đền, con gái đột nhiên lại hỏi bố mẹ sao không cho em trai đi cùng. Trước lời nói của một đứa trẻ, hai vợ chồng hoàn toàn không bận tâm, chỉ nghĩ rằng con gái đang muốn có một người em trai. Ngày hôm đó, trai phải đến hiện trường một vụ án để phỏng vấn. Đúng lúc anh chụp nạn nhân, đột nhiên thi thể kia mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Sau đó, khi cảnh sát đang đem thi thể xuống lầu khi đi ngang qua lại giật mạnh một lần nữa. Trai trước giờ chưa gặp qua tình huống thế này, không tránh khỏi bị dọa toát mồ hôi. Bên kia, Tiểu Mỹ đang đứng bên đường mua đồ, vừa quay đầu đã thấy con gái tự mình đi vào ngôi đền. Đợi Kim đuổi đến nơi, cảnh tượng trước mắt dọa cô đến chân đứng không vững. Một con chó hoang trông vô cùng đáng sợ từ trong hòm gỗ chui ra. Đáng sợ hơn là trong miệng nó đang gặm một đống nhau thai dính đầy máu. Kim mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng ôm con rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Sau khi về nhà, hành động của Gian Mây càng ngày càng kỳ quái. Lúc nào cũng nói chuyện một mình, còn bảo rằng đang chơi cùng em trai. Kim hỏi con gái, có phải con muốn một người em trai không? Cô bé liền vừa chỉ vào chiếc cặp sách vừa nói, con đã đưa em trai về nhà rồi. Lời này thật khiến người ta rợn tóc gáy mà. Cô từ từ mở cặp sách của con gái. Bên trong là một thi thể của một em, là một thi thể của một em bé. Khi trai chạy đến kiểm tra một lần nữa, bên trong chỉ là một con búp bê đã cũ. Hỏi ra cô bé nói nhặt con búp bê này trong đền kia đem về. Trai lòng không an tâm, ngay hôm sau đem trả lại con búp bê về chỗ cũ. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, anh giúp máy ảnh chụp con búp bê vài tấm. Chỉ đến khi người trông coi đền đến nhắc nhở anh mới rời đi. Nhưng lúc xem lại ảnh trong máy, tất cả các ảnh có con búp bê đều bị mờ trắng xóa. Điều này khiến trong lòng anh nảy sinh một dự cảm không lành. Dự cảm này kéo dài đến tận nửa đêm khi anh đã lên giường ngủ. Đột nhiên một loạt âm thanh vô cùng kỳ quái làm đứt dòng suy nghĩ. Đi theo âm thanh đó liền phát hiện, trên tác phẩm của mình toàn in dấu tay của trẻ con. Nhưng điều kinh động hơn là, Gia Y Mây nửa đêm không ngủ lại chơi xích đu. Cô con gái từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ do đâu tâm tình thay đổi. Hai vợ chồng suy nghĩ có lẽ là do hai người bận quá không quan tâm con gái, khiến con gái thành ra như vậy. Nói vậy cũng không sai, trai mỗi ngày đều chạy đi chạy lại lấy tin tức mới. Pim là một nghề, ban ngày đi dạy, tối đến còn phải chuẩn bị giáo án. Cho nên thời gian bên cạnh con gái Gian Mây ít đến thảm hại. Bom và Bella là học sinh của Pim, đã hai ngày nay không đến trường. Cô lo lắng có chuyện xảy ra, nên đi tìm hiểu. Đúng như cô nghĩ, tuổi trẻ bốc đồng, Bella đã có thai với Bom. Nhưng khi nghe được tin này, Bom chỉ nói, đều tại cậu, sau đó không muốn chịu trách nhiệm. Đúng là đàn ông mà có thể tin tưởng thì lợn cũng biết trèo cây. Biết không thể dựa dẫm vào Bom, cô đành tự mình giải quyết hậu quả. Bạn thân của cô giới thiệu đến Coi, chỉ cần 3 phút sau này không phải lo lắng. Hôm nay làm phẫu thuật, ngày mai có thể đi làm bình thường. Lời của bạn thân biến Coi thành một vị thần y. Còn Coi cũng không khách khí, lần đầu 300, lần thứ 2 còn được giảm 80%. Bell tới cũng tới rồi, không còn cách nào khác đành làm thôi. Cô nằm trên giường mắt nhắm, chịu đựng cảm giác dụng cụ sắc lạnh trong cơ thể mình. Dụng cụ từ trong cơ thể kéo ra một sinh mệnh đáng thương. Bom biết tin chạy đến nơi, khi thấy Bella đang nằm trên giường mặt mũi tái mét. Trong lòng anh tràn ngập sự tội lỗi và hối hận. Đêm đó Bom gặp ác mộng, anh mơ thấy bạn gái đứng trước mặt, trong tay còn ôm đứa bé, còn không ngừng chảy máu. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh cũng đã biết hành động vô trách nhiệm của mình, khiến bạn gái chịu rất nhiều tổn thương. Anh lập tức vô cùng cẩn thận chăm sóc lại Bella. Thế nhưng hai ngày nằm trên giường, cơ thể cô vẫn không khá hơn, bụng vẫn đau vô cùng. Cô trên giường thều thào, đúng là quảng cáo chỉ là thứ lừa người. Cũng may Kim biết chuyện, kịp thời đưa Bella đến bệnh viện, cô mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng sau này Bella cũng không còn giải quyết một mớ hỗn độn, Kim mệt mỏi nằm trên giường thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Yai Mai đang ở ngoài ban công nói rằng em trai đang gọi con. Sau khi kéo con gái quay lại, Kim toát mồ hôi lạnh, còn trai sợ đến mức không nhấc tay lên được. Nhớ lại, hôm nay máy tính chập chờn không rõ nguyên nhân, giữa màn hình còn thoáng qua bóng trắng mờ mờ. Anh nghi ngờ rằng bản thân thật sự đã gặp phải ma. Nữ minh tinh Charissa cũng là một người vô cùng kín tiếng về đời tư, cũng đã từng chịu đau về cả thể xác lẫn tinh thần để phá thai. Cô lúc nào cũng cảm thấy đằng sau luôn có ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng cô cùng nhát gan không dám làm gì cả. Còn trai muốn kiểm tra suy đoán của mình đã dùng máy ảnh có thể ghi lại bóng ma, sắp xếp và cài đặt thời gian quay trong lúc anh đi ngủ sẽ ghi hình. Sau đó, mở máy quay ra xem thử, quả nhiên quay lại được cái bóng trắng mờ mờ đó. Giữa đêm, Gia Y Mây lại không ngoan ngoãn nằm trên giường mình. Hai vợ chồng vô cùng lo lắng, sau đó tìm được con gái đang ngồi chơi trên lan can. Lần thứ hai bắt gặp con gái trên lan can, Gia Y Mây còn không cảm thấy mình sai, còn hỏi: "Bố mẹ sao không cho con chơi với em trai? Bố không yêu em trai sao?" "Cái gì mà yêu với không yêu, bố làm gì có em trai?" "Nhầm, bố căn bản không có con trai." "Con gái đừng có dựa vào tưởng tượng nói linh tinh nữa.
Vào lúc trai đang nhắc nhở con gái, tại ngôi miếu kia lại xảy ra một chuyện. Người trông coi miếu đang đem những bọc chứa xác thai nhi đem đốt, đột nhiên ngọn lửa tắt lịm đi. Ông liền tìm đến coi, nói gần đây có nhiều chuyện lạ, hay chúng ta dừng một thời gian. Sau khi nghe những lời này, coi bất mãn nói: mấy năm nay, chúng tôi giải quyết những sinh mạng này không được 1.000 cũng đến 800. Tôi nói cho ông biết ông không làm ngoài kia không thiếu người làm. Chính xác, các bạn đoán đúng rồi đó. Bác sĩ coi này chỉ nhận giết người, không nhận cứu người. Những sinh mệnh bị ba mẹ bỏ rơi này sau cùng biến thành một đống thịt. Sau đó được đem đến đây, người coi miếu sẽ đem chúng hỏa thiêu trong lò. Có điều hôm nay lò có vấn đề, đành đem những sinh mệnh này vứt vào hòm chứa. Nhưng trong lúc đóng cửa, một cơn gió ập đến khiến ông lạnh buốt sống lưng. Tại thời điểm đó trong phòng khám, coi đột nhiên nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên. Sau đó một sức mạnh vô hình khiến bà ta tự cầm chiếc kéo sắc nặng tự đâm vào mình. Coi chưa bao giờ trải qua chuyện này, đau đớn chạy khỏi tiếng cười kia. Chạy đến hành lang đột nhiên từ miệng vết thương máu tuôn ra không ngừng. Chạy đến cuối đường, bà ta chỉ có thể hét lớn, không phải ta muốn giết các người. Ta chỉ giúp các ngươi sớm đầu thai vào những gia đình thực sự yêu các ngươi. Không ngờ những đứa trẻ nghe những lời này thế mà tha cho coi. Nhưng nữ minh tinh bên kia lại không may mắn như thế. Các cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, bình hoa thủy tinh vỡ bay tung tóe. Không còn sự lựa chọn, cô hoảng loạn nhảy vào bể bơi. Hồ bơi chốc lát bị máu nhuốm đỏ cả một vùng. Một hài nhi từ dưới nước trực tiếp kéo cô vào bóng tối bất tận. Gia đình của trai cũng không may mắn, con búp bê kia lần nữa quay lại. Tim trong lúc cãi nhau đẩy chồng xuống đất, khiến anh bất tỉnh. Đợi khi anh hôn mê tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng người. Trực giác nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến ngôi miếu kia. Anh điên cuồng chạy đến ngôi miếu kia. Quả nhiên, trong hòm đựng xác hài nhi kia phát ra tiếng kêu cứu của hai mẹ con. Trai dùng hết sức bình sinh phá vỡ chiếc cửa. Tim và con gái cuối cùng cũng thoát ra khỏi chiếc hòm chứa xác hài nhi kia. Lúc này, con gái trên tay trai đột nhiên hỏi, bố yêu ra Imei, bố không yêu con sao? Cái gì? Trai trong chốc lát sợ đến run tay, hoang mang quay đầu lại nhìn. Con gái vẫn đang trong tay của Tim, còn thứ trong tay mình đang cầm là một chiếc thi thể nhỏ bé. Cảnh tượng kinh dị trước mắt dọa trai đến bất tỉnh ngay tại chỗ. Rất nhiều con quỷ từ trong vũng máu chui ra, kéo anh xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Sáng hôm sau, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, cậy mở những chiếc hòm kia. Những sinh mệnh đáng thương kia chất chồng như núi rơi ra, tất cả mọi chuyện bị phơi bày. Coi và người coi miếu cũng bị bắt và thú nhận tội ác. Điều khiến cảnh sát cũng sốc là những cái thai coi phá, nhỏ thì mấy chục ngày, lớn thì cũng 9 tháng. Sự thật được phơi bày, thì ra đứa con trước đây Charissa phá chính là đứa con của trai. Trai là tên điều chơi chán không muốn chịu trách nhiệm, linh hồn đứa bé oán niệm khó tan, nên nó mới lưu lại chốn nhân gian này. Bởi vì không tha thứ cho hành vi tội ác của coi cũng vì báo thù sự nhẫn tâm của bố mẹ. Cuối cùng, linh hồn bé nhỏ bám lên người của trai, yếu ớt cười. Lần này chúng ta có thể đoàn tụ ba người một nhà rồi. Câu chuyện đến đây kết thúc. Tôi cảm thấy, cho dù đã được sinh ra hay mới chỉ là bào thai cũng đều là sinh mệnh. Cho dù không thể có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng hãy tôn trọng quyền được sống. Con cái không nhất thiết phải đủ trai gái, càng không nên tự chọn giới tính cho con, cũng không nên vì bố mẹ hai bên mà phạm phải sai lầm. Sinh mệnh là đáng quý. Bộ phim này đáng sợ nhất ở chỗ nó là một câu chuyện có thật được cải biên. Câu chuyện xảy ra ở Thái Lan năm 2010. Cảnh sát nhận được tin báo ở chùa Ba Ốt San tại Bangkok, sau đó thu giữ được rất nhiều xác thai nhi chết lưu từ 2002. Không nằm ngoài dự đoán, đây là hậu quả từ tệ nạn các phòng khám chui gây ra. Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc ở đây. Chào tất cả các bạn.